sức mạnh của networking, cách một cuộc trò chuyện có thể thay đổi công việc kinh doanh của bạn. Một lần nọ, có một doanh nhân trẻ tên là Minh. Minh có ước mơ lớn về việc khởi nghiệp riêng của mình, nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu. Anh đã đọc sách, tham gia hội thảo và xem vô số video trực tuyến, nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Một ngày nọ, Minh tham dự một sự kiện kết nối mạng với hy vọng gặp những người có chung tư tưởng để giúp anh với công việc kinh doanh của mình. Anh đi quanh phòng, giới thiệu bản thân với nhiều người khác nhau, nhưng anh không cảm thấy như mình đang tiến triển nhiều. Khi anh chuẩn bị rời đi, anh đã bắt đầu một cuộc trò chuyện với một người đàn ông tên là Hoàng. Hoàng là một doanh nhân thành đạt đã có nhiều kinh nghiệm trong ngành. Họ nói chuyện về mọi thứ, từ sách yêu thích của họ đến hành trình khởi nghiệp của họ. Khi chuẩn bị chào tạm biệt, Hoàng cho biết anh có một ý tưởng cho một sản phẩm mới mà anh nghĩ sẽ hoàn hảo cho công việc kinh doanh của mình. Anh còn đề xuất kết nối Minh với một số liên hệ của anh trong ngành, giúp Minh thực hiện ý tưởng của mình. Minh rất phấn khích. Anh đã gặp khó khăn để tìm ra một ý tưởng cho sản phẩm mới trong nhiều tháng qua, và giờ đây anh có được một ý tưởng nhờ vào một cuộc trò chuyện tình cờ với Hoàng. Với sự giúp đỡ của Hoàng, Minh đã thực hiện được ý tưởng của mình và công việc kinh doanh của anh đã phát triển mạnh. Trong suốt những năm qua, Minh nhận ra rằng sức mạnh của kết nối mạng không thể đánh giá thấp. Anh đã ưu tiên tham dự các sự kiện kết nối mạng thường xuyên và luôn cố gắng bắt đầu một cuộc trò chuyện với những người mới. Anh biết rằng một cuộc trò chuyện có thể thay đổi tất cả, và anh rất biết ơn Hoàng.